Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì nhà mình ăn Tết, sáng giờ mẹ với mấy chị chuẩn bị xong nữa bạn. Sáng giờ mình tính đâu là anh Dạng quay nên mình không có quay cho các bạn xem. Nói ổng cái ổng đập chén bát luôn à. Tại anh bị nhảy mũi quá nên anh không có quay phim bạn. Nên sáng giờ mình cũng quên luôn. Đây mẹ coi với mấy chị có chuẩn bị xong nè. Đây thịt heo quay, ăn bánh hỏi, heo nấu giả cày với món lẩu. Cái này là lẩu thì mình bày ra sẵn đặng mình nấu sẵn về mình cúng nha bạn. Rồi ăn thì để trong nồi sau. Đổ gạo. Bữa nay thì ông Dạng ông Cam nhiệm vụ cũng vô đầu bếp làm luôn. Lau chén. Lau chén rồi bạn ơi. Chào bạn luôn nha. Lau chén mới cho ăn chứ không lau rồi đâu được ăn. Nay thì nhà mình xúm lại ăn Tết. Ổng gà chưa có ăn Tết. Ăn cái với thịt không à, chưa ăn Tết hả? Còn một món nữa bạn, một món đặc biệt lắm nha. Đây, ở dưới này anh hai bưng lên luôn. Nhà có mấy chị em đồng cũng sướng lắm nha các bạn. Mấy chị làm hết trơn luôn à. Ở trong bếp nãy giờ mấy chị với mẹ chuẩn bị xong hết luôn rồi. Đó bạn nha. Đây nè bạn, món gỏi à... Vậy là không dài cơm chua ăn Tết chua đem chật miếng nạo cho á. Gỏi bắp bò. Gỏi bắp bò này sáng mẹ mình làm nè. Bò với lại cái gì ta, củ cải đỏ, củ hành tây với chuối chát với trái khế. Bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Hồi nãy mình quên quay cái lúc làm cho bạn xem. Gỏi bắp bò này là của anh Hoàng Đồng Tháp tặng cho vợ chồng mình nha. Em cũng cảm ơn anh Hoàng nha. Anh Hoàng làm tiệm phở Phùng Hưng ở bên Đồng Tháp nha các bạn. Dạ. Tiệm phở của anh chị, tiệm phở tên là Phùng Hưng. Cá đó. Đây có thêm phần cá sát. Cá sát này là của Lê Phiến. Của anh Lê Phiến nha. Đó bạn ơi. Nay mình ăn cá cho nó sát cá bạn ơi. Đó. Cá sát nè. Bự bự không à. Các bạn nào muốn ăn cá sát cái rảnh thì liên hệ anh Lê Phiến nha. Lê Phiến Cần Thơ luôn. Anh Lê Phiến Cần Thơ chiên đồ câu. Rồi đồ câu hớt tóc rồi bán cá luôn. Cá mà giả giá là bị cạo đầu. Chết rồi, ông coi ông chữ chết luôn. Nhà mình làm bữa nay 4 món không ta. Gỏi, heo quay với lại lẩu với heo giả cày. Heo giả cày này là mẹ mình nấu luôn nha. Ở nhà mình thì thường thường á, đám hay là tổ chức ăn uống thì có mẹ với chị hai sẽ đảm nhiệm làm đầu bếp. Mẹ với chị hai nấu đồ ăn ngon lắm nên đảm nhiệm làm đầu bếp luôn. Mình thấy gọi cái phần gỏi bắp bò này ngon. Mẹ chả cá này là chả cá mì dinh phải không mẹ? Đây nè bạn, có chả cá mì dinh nữa. Rồi chả bò. Thôi chả bò muốn ăn thì bỏ vô sau. Chả bò cũng là anh Hoàng tặng luôn. Đơn giản vậy thôi. Nhiều món quá. Ăn không hết ngán. Ơi heo giá cậy thì chấm bánh mì với ăn với lại bún. Còn thịt heo quay thì mình ăn bánh hỏi. Còn lẩu. Hôm nay là rau toàn bộ là mua hết, không có ngoài vườn không có. Nè bạn. Bún cái gì đó. Bún bí. Ở này nấm với lại
bông gì quên tiêu quá bạn, bông sữa đũa nghèo cần ô ghế như gao nhúc. Bình thường á thì nhớ mà tới lúc mà vô quay cái là quên hết trơn. À, anh hai dọn lên giùm em đi anh hai ơi. Đây đúng không bạn, có chị ba chị năm bãi vậy có mấy chị chồng sướng không bạn. Mấy chị đảm nhiệm hết trơn, chị hai với chị tư với mẹ là do nấu biết, còn hai chị thì rửa chén. Còn đứa em dâu thì đứng nói chuyện không mà chết luôn à. Còn anh chàng đẹp trai nữa hả? Trời trời, người đó làm gì? Cá hả? Tết bởi vậy cháu mình về đông đủ nhóc hết trơn. Con chị hai, chị ba, chị tư rồi, chị năm rồi. Vừa đầy bộ nhà luôn. Thêm con của Giang Nguyễn nữa hả? Tao con chào ông bà đi. Giỏi quá. Này nè các bạn, dĩa này là dĩa nhúng lẩu nè, có cá sát với lại mực tép. Đơn giản hôm nay, năm nay thì anh Giang đã ăn cá sát đi, đang cho sát cá nhiều nhiều một chút. À. Nên cũng đơn giản là làm tép mực với cá. Chuẩn bị đồ đã xong á, giờ ba với mấy anh mình cũng dọn lên cúng nè bạn. Dọn lên cúng ông bà. Cúng ông bà bữa mùng 2 Tết. Thường thường ấy thì gia đình của mình á ăn là ngày mùng 2 Tết, anh chị sẽ xúm về ăn Tết toàn tụ gia đình. Cúng xong rồi bạn, giờ cũng dọn xuống mấy chị em với mẹ đồ ăn cơm. Chắc mấy chị ăn trước luôn, mình ăn sau. Bạn ăn tối với gia đình mình nha. Chắc mấy chị ăn trước đó, hồi em ăn sau, em ăn nhiều nhiều chút. Có bốn món à, khỏi lựa. Sáng mẹ nói tính mua thêm gì nữa nè, mực xào mà hơi nhiều quá ăn không hết. Lâu lâu có một cái Tết này cho người ta bán chứ trời. À, hôm kia em hỏi bó rau 25.000 là em không mua luôn á. Bạn vợ nhà tôi còn cãi vậy. Như giờ mày tao mày lại đâu mà chứ mình phải đâu mà lại. Ở trong là nhóm đàn bà, ở ngoài này là nhóm đàn ông á, nhậu riêng nha bạn. Tại ở ngoài này nhậu, ở trong kia mình chỉ ăn thôi. Hai trăm ngàn đó, anh mua cho em được 2 ngày.
Thì Tết á, mùng 2 nhà mình á thì cũng ăn uống đơn giản hả bạn, nên mình cũng không có quay gì nhiều cho bạn xem, chỉ quay đơn giản cây mùng 2 nhà mình ăn Tết như thế nào cho bạn xem. Lúc sáng thì mẹ làm chuẩn bị các thứ đồ, mình cũng phụ mẹ nên không có quay cho bạn xem. Mình chỉ quay những lúc mà mẹ nấu xong rồi mình quay cho bạn xem. Như Tết thường khi nhà mình sẽ ăn mùng 2, mấy chị xúm nhau về quay vần bên nhau, ăn xong thì nhiều các chị em cũng về nhà hết. Nên nhà mình thường là mỗi năm chỉ ăn bữa mùng 2 thôi. Còn các ngày khác như 29, 30, mùng 1 đó, mùng 1 thì gia đình mình ăn lan chay, ăn lạc. Còn các mùng khác thì ai muốn đi chơi đâu thì đi viếng thăm ông bà rồi đó. Nên chỉ ăn bữa mùng 2 à. Mà cũng đơn giản, chỉ có mấy chị rồi mấy chú gần lại nhà ăn đồ chơi thôi à. Bạn thấy cái gì nổi đó không? Ăn uống xong thì chị em mình xúm nhau nói chuyện vui đùa chơi với nhau nên mình cũng không có quay nữa. Thì bạn thấy con cá không? Ủa, con cá nó lội kìa, nó nằm đó luôn, trời, nó dạng ghê luôn á. Kìa, cá lóc bông đó thì hôm bữa anh dạng tắt mương lên đó bạn, xong cái thả xuống lại, mình không có ngăn ngang khúc riêng, mình chỉ thả lan luôn. Rồi hôm nào vét mương á, dục sình lên á, cho nó sâu cái mương xuống á, mình sẽ ngăn ngang cho con cá nó ở riêng. Cá lóc bông nè, dữ lắm, nó ăn cá dữ lắm luôn nè, bạn thấy không, đẹp không? Nó nổi liều trên mặt nước kìa, kìa kìa, lội kìa, lội kìa, đi nó đã không, đã không? Từ bữa mà bắt nó lên rồi thả nó xuống cái nó dạng vậy đó, mỗi khi muốn kiếm nó cũng đâu thấy đâu, mà hổm ngày nó nổi, nó lội đờ ở trên như con cá chết vậy, mở mạnh khù rồi nha, lội kìa đó. Đã thiệt. Từ ngày mà đi câu á bạn, mình cũng không có rảnh để làm cái chỗ đi câu với anh Dạng, không có dọn lại cái vườn mà mình trồng rau nữa, mình bỏ thí nhấu hết trơn luôn rồi. Mía, cái này là mình trồng mía đường, mía đường cây nào cây nấy nó ốm nhơm mà lóng cũng luôn. Ớt trồng gì không tốt chứ mình trồng ớt là tốt lắm nha. Ớt đây rồi, cải xanh trồng mà để cho nó ra bông lấy hột ương luôn đó, ghê chưa. Đây được cái cải bành kia, sót lại được cây gì cũng ốm nhôm hết trơn, có ớt là trồng im mà. Ớt rẻ trái này nè, mập thù lù luôn, không có ăn á bạn, nên mình để lại luôn. Rồi cái nó khô luôn, nó khô như cây luôn, nên trồng nhiều quá rồi cái ăn đâu có hết đâu, rồi mình để khô luôn, để đó nữa lấy cái hột lại mình ương giống trồng tiếp. Hành các bạn nào biết cách trồng chỉ mình nha, mình trồng sao mà cái gốc trà bá vậy nè mà nó mọc lên cái lá ốm nhôm gì à, mình không biết luôn, vẫn tưới nước bình thường nhưng mà sao nó cũng ốm nhôm mà nó không có mập như là cái cây mình trồng mới. Mía cũng vậy nữa, mía ốm nhôm nhất. Có cái gì ta, quế là trồng mà xanh mướt, mình mơ mới cắt đặng cho nó ra đọt khác nó ăn bạn, để thôi nó già. Với ra bắp cá thơm đồ, cầm được mấy cây nó lên nè. Cái này mẹ mình cầm nè, cái đó mẹ cầm đó, tốt ha. Đây cho mít bành kỳ sơ luôn. Tết bạn nào về quê á vui lắm bạn ơi. Vườn thì trái cây thì nhóc hết trơn, đang vô mùa chú sữa mận nè,
rồi mít đủ thứ, mít rồi bành cây luôn. Thôi thì clip đến đây mình cũng chào tất cả các bạn nha, hẹn gặp bạn ở clip sau nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Mấy mùng tiếp theo nếu mình có làm gì đi đâu thì mình sẽ quay lại cho các bạn đón xem nha. Chào các bạn.